Hà Còi chào quý vị khán giả nhé. Hôm nay Hà Còi được em Đức mời đi ăn cái món tên rất là lạ là lẩu sư trèo tường. Lẩu sư trèo tường thì Hà cũng biết là món ăn này nó phải ngon như nào, thì sư phải trèo cả tường ra để đi ăn, hoặc là sư ăn xong rồi phải trèo tường ra để làm sao đấy thì mình cũng biết. Thì bây giờ Hà Còi mời quý vị vào thưởng thức món lẩu sư trèo tường tại quán Vũ Đại Quán ở Linh Đàm nhé. Xin mời quý vị. Ăn này chứ bổ lắm nhỉ. Nhỉ, cá chép bản thân nó cũng bổ lắm rồi. Chuyên nấu cho bà bầu bà biết ăn cháo ăn trước đúng không? Vâng. Hôm nay là còn tiềm với thuốc bắc nữa. Chứ ăn này về nhà là ướt nhực là tự tin lắm nhỉ. Bước vào cửa gõ cửa. Vợ mở cửa. Vâng, em vừa đến. Anh ạ. Ừ, mưa gió. Là món gì nhỉ? Vâng, thì em thì cũng chưa khi nào ăn món này. Mà anh ở đây thì có chị chủ là chị Thủy với anh Phú. Thì anh có giới thiệu cái món một món rất đặc biệt của quán đến cho em. Thì hôm nay em cũng nhân tiện mưa gió. Thì em muốn mời anh đến thưởng thức ở một cái quán là Vũ Đại Quán ở Tây Nam Linh Đàm ạ. Thế thì gọi món gì em gọi đi. Cho anh món là lẩu sư trèo tường đúng không? Đúng rồi. Lẩu sư. Sư ạ. Lẩu sư trèo tường, ông sư trèo tường. Lẩu này ngon quá mà sư cũng phải trèo tường sang để ăn đấy. À, hóa ra lẩu này ngon quá. Ok, cho anh nồi lẩu rồi thôi. Anh mình có uống thêm bia rượu nước ngọt được không ạ? Ừ, cho anh Tiger đi. Tiger ạ. Ừ, cho anh mời chai Tiger nâu nhé. Cho Tiger nâu. Chỉ có Tiger bạc thôi ạ. Đôi bạc cũng được. Cảm ơn. Đâu nhỉ? À đây, muôi đây. Đây là dạng như tiềm thuốc bắc cả nhà. Đây Hà chắc chắn đây là tiềm thuốc bắc này. Có tất nhiên là kỳ tử này, xuyên cung này, táo tàu này, ớt. Nói chung là cái vị thuốc bắc. Ngày mưa gió này mà ngồi ăn đây có cả đẳng sâm này, nói chung là vị thuốc bắc đấy. Các thứ về tiên về vị thuốc bắc. Tranh thủ đồ chính ra ăn miếng nấm để uống bia đã. Rồi mưa gió này cứ ngồi làm nồi tiềm thuốc bắc là thơm thơm nhỉ. Mưa gió này mà là món cà dê tiềm thuốc bắc. Cà dê tiềm thuốc bắc ngon. Vâng. Đúng rồi. Quý vị nào mà ăn cà dê cứ qua quán Hà nhé. Một ngày có khoảng tầm 4 bộ cà cho quý vị ăn. Nhưng mà món ấy thì chả bao giờ thừa cả. Ngày nào hết ngày đấy đấy. Có người đến còn làm 3-4 bộ luôn. 2 bộ là nhiều. Thường là 2 bộ. 2 mâm mà 2 bộ luôn. Ăn cái đấy bổ mà anh. Ăn cái đấy về là vợ yêu đấy. Lâu không? Ăn tiềm thuốc bắc ngon phết. Mặc dù nhà mình thì là có thủ phủ của thuốc bắc rồi. Làm dê mà cả nhà. Làm dê nên là thuốc bắc thì gọi là chất thành núi luôn. Thử chấm nước tiềm này xem nào. Ngon lắm. Họ có cho nước xương vào nữa nên làm nó ngọt, ngọt thanh. Em ơi cho anh hỏi chút là cái giá của nồi lẩu này bao tiền em biết không? Là bao tiền em? 1.289.000 1.289.000. Ok.
Ok, thank you em. Đây cả nhà ơi. Ôi, hai bê nặng luôn. Đây là có cá chép này, có gà này và ba này. Đây tên lẩu, gọi là lẩu sư trèo tường. Tức là ngon đến mức độ mà ông sư còn phải trèo tường ra để đi ăn. Không biết họ có ý nghĩa là sư chắc phải ăn chay chứ nhỉ, gì mà trèo tường như này. Mà bây giờ hôm nay là có mỗi hai anh em mình mà nguyên một con ba, nguyên một con cá chép và nửa con gà. Bây giờ chú tính thế nào thì tính đi. Nặng lắm, anh nghĩ là phải đến xem là con cá, gọi là con cá cân mốt, con ba cân mốt nữa, con gà 8 lạng nữa, 3 cân thịt. 3 cân thịt bây giờ chú ăn kiểu gì bây giờ? Hay đặt tiêu đề món này là món siêu to khổng lồ đi. Cho Hà đã cho ít gà vào này. Gà đấy Hà nhìn là Hà biết là gà ta rồi. Nhìn ra là biết gà ta rồi. Cho một ít thịt gà vào cho nó ngọt nước nhá. Ok. Cho một tí đầu cá chép. Yên tâm là cả nhà yên tâm là có thuốc bắc rồi nên là nó sẽ không có bị tanh đâu. Cho cái mai ba vào nữa. Đấy, những cái thứ phải cho vào cơ bản đã. Uầy, ngon quá nhỉ. Này ngọt nước lắm đây. Cho miếng cá chép vào. Một con cá chép này thì cá chép này nó không nhiều tiền. Nhưng mà vì con cá chép này ở quán người ta thường thường người ta bán khoảng 200-300 nghìn thì đấy, 200 nghìn. Ba thì cũng giá trị hơn thì là 600-700 nghìn đấy. Gà nữa còn bao nhiêu đồ nữa. Nói chung là hợp lý chứ không đến. Bước ở đầu cái nồi lẩu này chắc chắn phải cho khoảng tầm 6 người rồi. Nồi lẩu này 6 người anh ạ. 6 người chứ còn không phải là cho hai anh em. 6 người mà chia ra thì mỗi anh em cũng hơn 200 nghìn rồi. Vâng. Không đắt đâu. Hợp lý. Anh em mình cứ tỉa tỉa dần cái nấm nhỉ. À. Đợi thịt chín là vừa. Bây giờ ăn nấm nó ngọt hơn đúng không? Đúng rồi. Nó được thịt gà với cả ba với cá chép. Nó tiết ra là nó ngọt. Thịt gà để tí nữa chín mà. Thịt gà chặt thì nó nhanh chín đấy. Ăn đúng kiểu là cho gà vào để lấy ngọt nước và cái mai ba đó mình cho vào. Thì bây giờ thì là gần như là thịt gà cũng đã chín rồi em. Vâng. Và cái thứ hai nữa là cái ăn cái này thì tôi bổ tôi rồi. Toàn những thuốc xong là toàn những món như gà rồi tiềm tiếc ăn nó cũng bổ hơn là ăn luộc lắm nhất. Đúng rồi. Đấy. Anh vẫn cứ trung thành với tí nấm đã. Em mời anh nhá. Không, nhưng mà những cái thịt gà này anh em ăn lần đầu không? Cho em xin đầu đi. Em khoái nhất là món đầu. Khoái đầu đúng không? Vâng. Chơi nhau nhiều hiểu nhau luôn. Cá chép thì quá chín rồi. Cá chép là quá chín rồi chứ không phải chín nữa. Đang kiếm miếng thịt gà làm miếng à, còn mời quý vị miếng thịt gà nhé. Gà muốn chắc thôi. Đây, miếng thịt nó dẻo dẻo. Đúng rồi, dẻo mà nó khá là ngọt. Ngọt đấy. Bây giờ cái nước của mình là ninh rất nhiều thứ rồi. Yên tâm là ngọt. Yên tâm là đủ độ ngọt. Cái này chấm thì chấm cá thì có nước chấm của cá. Có thịt gà này, ớt này, giấm này, tỏi này. Em ơi, ăn thịt gà thôi, chấm với cả nước mắm ớt này là gia vị với ớt này là ngon rồi. Ngon lắm. Giờ thịt gà thì em thử rồi. Cá đã ăn được chưa anh? Cá thì quá ăn được. Thế thì vâng, em xin miếng cá đi. Cá luôn. Từ nhỏ em rất là thích ăn cá. Nhưng mà cá hầm kiểu tiềm thuốc bắc này em chưa bao giờ ăn đây, đâu anh. Anh cũng là lần đầu tiên.
anh cũng là lần đầu tiên luôn ăn cá kiểu cho vào thuốc bắc này. Sư trèo tường xem là hôm nay tối nay anh em mình có trèo tường trốn ra ngoài trốn vợ không? Anh thì phải trèo tường chứ còn em thì độc thân thì không cần trèo tường anh ạ. Các tình hình nào? Thế nhưng là cá nó ăn ngọt, cái hai nó có mùi vị của thuốc bắc. Nó khá là đặc biệt hơn là cái cá nấu chép om dưa. Mùi thuốc bắc này. Miệng đi. Đúng rồi ạ. Ngon nhỉ? Ngon. Chắc là sau lần ăn này thì em là hôm sau em về nhà mà không làm món cá chép om dưa nữa mà là cá chép tiềm thuốc bắc anh ạ. Ừ. Mình có thêm menu nữa. Thực phẩm Việt Nam mình phong phú nhỉ? Vâng. Quá phong phú luôn đấy. Ba là anh em mình cứ chơi kỹ tí nhờ. Cho nó thoải mái đi. Đây gọi là không ăn trước thì ăn sau đấy. Đúng không? Mình cứ để nó lưu diêu này là tí nó mềm ra là mình ăn thôi. Sáng nay là em cũng đi giao dê. Là trên đường đi đó là chợt nhớ bảo là anh cũng mới từ Thái Bình từ cũng rất lâu khoảng 2 tuần rồi anh em mình chưa gặp nhau. Nhưng bảo là tìm một cái quán nào nó ăn nó không gian về Linh Đàm. Ở Linh Đàm cũng là điểm cuối của em đổ hàng ở đây. Nên là em chọn Vũ Đại Quán. Bạn Đức làm với Hà là làm bên công ty BC Food. Be xe nhé, B này, E này, SC này, E này. Đấy, mà Hà bạn Đức thì cũng biết nhau lâu rồi. Anh em thì cũng hợp tác làm thêm mảng đấy. Và đến bây giờ thì cũng rất là bận rộn rồi. Bạn Đức là cánh tay phải. Vũ Đại Quán là có lấy dê nhà mình không? Vũ Đại Quán á? Vũ Đại Quán thì vẫn lấy dê nhà mình. Tiêu thụ của bên BC cũng trung bình khoảng 2 ngày một con. 2 ngày một con dê, thế là cũng nhiều đấy. Vâng. Mỗi ngày nửa con. Vâng. Đợt này, đợt tới thì anh sắp xếp cái lịch quay cho mọi cái thì đi cùng với bọn em. Có đi chứ. Cùng với bọn em trải nghiệm là đổ dê cho nhà hàng, đổ những cái sản phẩm của bên BC Food. Dê, mực khô. Trải nghiệm gì anh đi suốt đi với chú gì nữa. Đi suốt nhưng mà khán giả vẫn chưa thấy được một cái... Clip đi đổ dê à? Clip đi đổ dê. Clip Hà còi đi đổ dê đúng không? Ok, thế sớm thôi. Mai ở kia nhá. Clip mà đi đổ dê nhá. Vâng. Thì đi đổ dê nó nói thì có thể ngắn gọn như thế nhưng mà nó cũng khá nhiều công đoạn. Anh phải giao dê vào cho bếp và khi bếp nó kiểm tra chất lượng, nó đạt yêu cầu thì bắt đầu vào bên chỗ phòng kế toán sẽ là ký sổ sách để thu mua. Thế xong bắt đầu là mình mới chốt xong đơn hàng và mình mới về. Thế thì anh phải đi sớm thôi để mà chăm sóc khách hàng của mình ấy, đúng không? Dê là một cái dòng sản phẩm, đó là hàng tươi. Mà hàng tươi thì độ nghiêm ngặt về chất lượng nó là rất là cao. Nên việc là họ giao hàng cần phải là nhanh và đảm bảo về bảo quản chất lượng. Nó khác với hàng khô. Hàng khô thì anh có thể là cho một nhân viên nó không biết gì, họ chỉ có việc giao đến và thế là xong. Đã đủ là được. Đủ là được. Còn hàng tươi thì là phải đợi gặp bếp trưởng để họ kiểm soát chất lượng. Khi nào ok thì mới là xong. Mà trước khi mà đưa đến bếp thì mình cũng phải kiểm tra chất lượng một lần trước khi giao đến nhà hàng. Nhưng mà đa phần là đầu vào của mình là cũng tốt rồi nên là cũng ít khi gặp vấn đề gì đâu đúng không? Vâng. Nhưng mà nó cũng phải theo quy trình ạ. Anh hiểu. Em ăn cá đi, còn anh thử miếng ba nữa. Nhưng mà anh em mình cùng ấy, ba là chín lắm rồi đấy. Để miếng gà này. Uầy. Một miếng đầu cá chép lên này. Chắc anh em mình ninh hơi bị lâu rồi. Đúng rồi anh ạ. Ăn cái mắt đã. Cá chép vừa khi mình cho vào tiềm thuốc bắc này ăn nó cũng lạ nhỉ. Ăn này chứ bổ lắm nhỉ. Nhờ, cá chép bản thân nó cũng bổ lắm rồi. Chuyên nấu cho bà bầu bà biết ăn cháo ăn trước đúng không? Vâng. Hôm nay lại còn tiềm với thuốc bắc nữa. Thì ăn này thì về nhà là ướt nhực là tự tin lắm nhỉ. Bước vào cửa, gõ cửa. Vợ mở cửa.
Tự tin luôn đấy cả nhà, tự tin luôn đấy, không lom dom nữa. Gọi là hắng giọng rồi, về nhà là dám hắng giọng với vợ đấy. Đúng là món sư trèo tường, sư không phải sư thấy ngon quá mà trèo tường đâu, mà sư ăn xong món này với trèo tường nhờ. Ba nhá, để anh chấm cho chú miếng ba nhá. Chú có hay ăn ba không? Em á, ba cũng thỉnh thoảng anh ạ. Thỉnh thoảng nhỉ? Hoặc là ít. Mà cả ba tiềm thuốc bắc thì cũng lần đầu ăn anh ạ. Anh cũng lần đầu luôn. Chủ yếu là om chuối đậu với cái nấu rượu vang thôi. Đây cả nhà, cái món cái chân ba này. Ui giời, mới ăn ba hôm vừa rồi với Dũng béo xong. Bây giờ lại ăn ba tiếp. Kệ đi, ăn miếng. Vẫn là cái vị dẻo dẻo, thơm thơm của thịt ba đặc trưng. Và có thêm vị thuốc bắc nữa. Nồi lẩu này xứng đáng với cái giá tiền như thế luôn ấy. Cứ nóng hổi này. Ấy, mèo nhá. Mà cho mày cái gì bây giờ? Đợi tí. Đợi tí nhá. Ngon quá, chẳng nhẽ đang ăn miếng ngon này cho mày ăn. Không được nhỉ. Miếng táo tàu cả nhà này. Khi mà cái táo tàu là đặc trưng của thuốc bắc, nhưng mà khi mọi người nấu những cái món mà cần cái vị ngọt hoàn toàn có thể cho táo tàu được. Tất cả những cái món mà liên quan đến canh, tuy nhiên mình có thể nấu canh canh gà thì nếu mà canh gà sâm nhỉ, canh gà sâm ấy mình có thể lấy cổ cánh, những cái nào mà xương mình nấu canh ấy mình hoàn toàn có thể cho gừng và táo tàu cũng rất hợp. Táo tàu khi nó tiết ra một cái vị ngọt, ngọt thanh ấy. Ăn cũng rất là hợp lý nhé. Ở đây thì Hà thấy có kỳ tử cũng thế luôn. Những cái đẳng sâm này ấy, thực ra là các tiệm đồ khô bán rất là nhiều mà giá cũng hợp lý. Mà nếu mà mọi người ăn thì mọi người cũng biết là nó hoàn toàn rất bổ dưỡng. Bổ dưỡng sức khỏe ấy. Tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng mà nấu những cái món canh hầm nọ kia thì táo tàu, kỳ tử và có thể có thêm xuyên cung nữa và đằng sâm nữa, là ba cái thứ đấy rất hợp nấu với súp canh. Anh thử lại một chút nước của nó sau khi mình đã cho rất nhiều thứ vào nhé. Nhờ coi thử một tí nước nào. Hà nói thật luôn là buổi chiều mà hoặc là buổi sáng mà tỉnh dậy, hoặc buổi chiều mà tỉnh dậy ngủ chưa dậy và có một cái bát canh chỉ cần nguyên như này thôi hút tỉnh người luôn ấy. Nó bao gồm các vị thuốc, vị bổ vào trong đây hết rồi. Nước nó rất là sệt sệt và thơm đậm mùi thuốc bắc luôn. Rất nhiều dinh dưỡng ở trong cái bát nước này. Lại đúng cái chén kiểu chén tàu nhỉ, bát tàu nữa ăn kiểu ngửi xong nó mới hút cơ. Thích lắm, ngon lắm, nó thanh lắm cả nhà. Một trong những cái trải nghiệm rất thú vị với một cái không gian mà
giữa tháng này mà trời vẫn mưa, cứ râm ran, rất là buồn. Buồn cả với việc kinh doanh, buồn cả về dịch Covid và rất nhiều thứ phải trăn trở trong cái cuộc sống nữa. Nhưng mà khi mà ngồi với những người bạn như này và ở những không gian mà cảnh như này thì mình cũng đã quên đi phần nào, và lại cố gắng hơn để gửi đến quý vị những cái video, cái thức phim về những cái ẩm thực của những cái quán ăn mà họ có những cái chất lượng về cái sản phẩm của họ đưa đến khách hàng. Rất hy vọng là những cái trải nghiệm của Hà giúp quý vị có thêm một cái lựa chọn mới cho mình khi mà đi ăn, cũng như là lựa chọn cho mình một món ăn khi nấu tại gia đình. Hà thì sẵn song song là làm cả về đồ ăn ở tại gia đình và cả những món ăn giới thiệu đến quý khách hàng, những cái món ăn ngon. Chúc quý vị xem video thú vị. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh của Hà để xem những video mới nhất, và hãy cho Hà một like và một comment để Hà có những động lực hơn, những cái góp ý tích cực để Hà hoàn thiện hơn cho bản thân Hà. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.